Xưởng em chuyên làm lồng lưới. Và đây là mẫu lồng lươn ba hom. Là mẫu lồng để các bác nhà mình đi đánh lươn, đánh cua, đánh cá, nhưng mà chủ yếu là đánh lươn nhá. Lồng này thì em sẽ đưa tới các bác về cái chất liệu nhựa dẻo siêu bền luôn. Đây ạ, quay thật gần cho các bác nhà mình xem. Và với lồng mẫu lồng lươn này, cái chiều dài của nó thì được tầm độ 30 cm. Đấy, chất liệu nhựa dẻo như thế này các bác này, dẻo như này. Khi mua một lồng lươn thì sẽ đi kèm theo là ba hom. Đấy, với mẫu lồng lươn này các bác nhà mình lắp ghép rất chi là dễ nhá. Chỉ cần mình lắp nhẹ vào, sau đó là lắp ba cái hom vào thôi, là các bác đã có một cái mẫu lồng lươn để đi đánh rồi. Ngoài lồng lươn này ra thì bên xưởng em còn có lồng cua, lồng cá, lồng tôm, mồi, các loại để cho các bác nhà mình đi bẫy luôn. Bác nào đã xem được kênh của em rồi mà đang quan tâm tới những mẫu lồng khác nhau về để đi bẫy cá, bẫy cua, bẫy tôm, bẫy lươn trong cái vụ này, hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có mấy chục ngàn thôi, mà các bác nhà mình sử dụng nhiều năm, siêu bền. Đấy, khi các bác nhà mình đặt hàng thì nó sẽ có hai cái mảnh ghép và đi theo ba cái hom. Đấy, còn bác nào mà đang tham khảo về lồng cá lóc thì em sẽ có đủ loại luôn nhá. Cá lóc này rất chi là rẻ, chỉ có 40 ngàn đồng một cái thôi. Kích thước của nó là dài 25, dài 45 và miệng của nó là 25. Đấy, và mắt lưới sẽ là mắt 1,5 phân. Các bác vừa đánh cua, vừa đánh cá, vừa đánh ếch bằng mẫu lồng này. Quá là hiệu quả và giá rẻ. Thì hiện tại bên em thì đang cung cấp trên cả nước nhé. Bác nào đang có nhu cầu về mẫu lồng nào, hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn vào đăng ký kênh của em để các bác mình sẽ xem được trọn bộ tất cả các sản phẩm. Đây là lồng bát giác này, còn đây là lồng cua. Lồng cua này thì video nào em cũng đăng tải rồi và cũng đã đưa tới các bác nhà mình quá nhiều. Đấy, đây là mẫu lồng cua nhà em thì là mẫu lồng đặt nhá. Với cái khung của nó là khung thép chống gì này, lưới mắt to này, mắt 1,5 này, cửa cao 13, dài 55, rộng 35. Về cái mẫu lồng 1 khuy này, đánh cua biển, đánh cua nước ngọt, đánh ghẹ biển, đánh cà ra các bác đều có thể sử dụng được. Đấy, và bên xưởng em thì các bác nhà mình theo dõi thì đã biết rồi. Với hàng nghìn những cái sản phẩm từ đánh ở trên rừng, từ đánh ở dưới nước, thì đây là những mẫu lồng mà em đang đưa tới các bác khá nhiều. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới mẫu lồng này thì số điện thoại em để trên màn hình nhá. Gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn và cũng như là đưa tới các bác những mẫu lồng chất lượng, giá rẻ nhất. Số điện thoại em ghi ở trên màn hình video các bác nhá. Gọi điện kết bạn Zalo để em gửi mẫu cho các bác thì mình xem. Khi các bác thì mình muốn mua bắt quái hay muốn mua những cái lồng lưới loại khác ấy, em có hết đấy. Ở những video khác này em đầy đủ hết các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.